Hello, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay. Em có một cái dòng sản phẩm BB cream collagen. Cái em này thật sự là rất là ok luôn nha mọi người. Mọi người đã xài chưa? Chứ cái em BB cream này á là của hãng Celio. Khi mà mấy chị sử dụng xong mấy chị rất là thích, bởi vì nó chia khuyết điểm rất là hay. Và hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về cái dòng sản phẩm BB cream của hãng Celio này nha. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, và cái dòng sản phẩm này gọi là bay một luôn nha mọi người. Nó sẽ bổ sung collagen này chống nắng và che khuyết điểm cho da rất là tốt luôn. Thành phần kem nền BBCO collagen được chiết xuất từ 90% collagen tự nhiên. Dòng sản phẩm này thích hợp cho mọi loại da. Tác dụng của em BB cream này có 4 tác dụng là trắng da, chống tia tử ngoại UV, chống nhăn và chống lão hóa, che phủ hoàn hảo, mang lại độ đàn hồi mịn màng cho da một cách tự nhiên nhất. Dòng sản phẩm này sử dụng như thế nào? Là đầu tiên, mọi người mở cái chai này ra phải gọi là đẹp mê luôn. Cái chai này, cái form chai này thực sự là thiết kế rất là bắt mắt nha mọi người. Vừa sang chảnh, thực sự mình mở ra mình không nỡ nào để mình xịt ra, mình để sử dụng mình rất là sợ hết. Đó, mình mua về mình gỡ cái chỗ này ra, gỡ ra như thế này nè. Sau đó chúng ta sẽ nhấn, nó sẽ có cái đầu nhấn đây, chúng ta sẽ nhấn xuống là nó sẽ ra cái kem nền cho mình. Và sau khi ra kem nền là chúng ta sẽ lấy mút tán ra. Thật sự khi mấy chị tán ra cảm giác cái lớp makeup đó rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp nha mọi người. Dòng sản phẩm này nó che khuyết điểm rất là tốt, và chúng ta sẽ dùng bông mút để mà chấm lên, tức có nghĩa là chúng ta sẽ gọi tan, để cho nó tan cái kem nền ra mọi người. Và sau khi dùng cái em BB này, mọi người chỉ cần một lớp phấn phủ nữa là ok, đảm bảo da mặt đẹp, khô thoáng và mịn màng rạng rỡ suốt cả ngày. Dòng sản phẩm này á thực sự là chi khuyết điểm những cái nám hàm râu nè, hoặc là những cái khuyết điểm trên da như là mụn rất là tốt luôn. Và collagen của này là được chiết xuất từ động vật, có tác dụng giảm vết thâm, ngừa mụn, phục hồi da hư tổn, chống lão hóa, làm da được căng và tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Mọi người ơi, cái em này rất là tuyệt vời. Về cái thiết kế bao bì của em này thì quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Mà còn về cái chất kem của nó, cái màu da của mình lên, nó thực sự nó rất tự nhiên luôn. Nhiều lúc là em cũng thực sự bất ngờ với cái dòng sản phẩm này. Đó, khi mà chúng ta đi những bữa tiệc hoặc là đi đi ra ngoài đường nhiều thì đảm bảo là cái da của chúng ta nó sẽ kìm dầu rất là ổn luôn. Thứ hai là cái nền của nó sẽ làm cho chúng ta trở nên tươi tắn và rạng rỡ. Nói chung là dù chúng ta, cái mặt chúng ta đang bị lão hóa hay nhiều khuyết điểm đi nữa, mà dùng cái em nền này là thực sự là mê mà luôn. Giống như là kiểu như cái làn da bé, kiểu như mình trang điểm lên kiểu như da của mình nó trắng mà nó tự nhiên lắm nha mọi người. Em này là không thể nào chê đi đâu được thật sự. Và mọi người ơi, phụ nữ chúng ta cần phải làm đẹp hàng ngày, cũng như là sẽ có một cái làn da đẹp nhất, tự tin nhất khi mà chúng ta đối diện với những người khác, và chúng ta nói chuyện bằng một cái làn da mà gọi là hoàn hảo. Dù có khuyết điểm đi đâu mà mình dùng cái này nè, nó làm cho da của chúng ta hàng hoàn hảo. Thực sự mình rất tự tin nha mọi người. Nhanh tay đặt hàng. Đặt hàng bằng cách nào? Liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0356 605677, hoặc là 0355 838 057, hoặc là 0773339279, hoặc là 0933588057 nha. Facebook của em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, và mọi người có thể là liên hệ cho em qua Facebook, Zalo, hoặc là gọi trực tiếp cho em để em được chốt đơn ship hàng, và luôn luôn bán sỉ với giá rẻ cực kỳ tốt, và cam kết khẳng định luôn cho một người cho mọi người là hàng bao chuẩn, bao chính hãng. Nếu phát hiện hàng giả hàng nhái, bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm của mình. Cảm ơn mọi người đã yêu quý, đã đồng hành, đã tin tưởng, đã ủng hộ và có nhiều đánh giá rất là tốt, rất là cao về những sản phẩm tại mỹ phẩm Bát Cấn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và chúc mọi người luôn luôn mua may bán đắt, luôn luôn thành công, luôn luôn có một làn da, một sức sống mới, trẻ trung và đẹp hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và ngủ thật là ngon nha. Bye bye.